sống ở đời có ba thứ càng thiếu thốn thì phúc đức càng nhiều, về già rất sướng. Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, trong cuộc sống chúng ta luôn mong có cuộc sống thanh thản, bình yên, đúng không quý vị? Và Ngẫm Sự Đời biết là có rất nhiều người trong tâm trí luôn ao ước một cuộc sống bình yên nơi xa xôi nào đó. Họ nghĩ rằng giữa cuộc sống bộn bề, tấp nập như ngày nay, rất khó để có được cuộc sống ấy. Nhưng thực sự không phải như vậy. Cuộc sống đơn giản bắt nguồn từ những việc nhỏ nhặt chúng ta làm hàng ngày. Chỉ cần quý vị bớt đi những việc này, tập trung hơn vào việc hoàn thiện bản thân, thì tai họa sẽ ít đến mà phước lành, may mắn sẽ ghé thăm quý vị nhiều hơn. Vậy đó là ba việc gì? Vì sao chúng ta nên bớt đi? Hãy cùng Ngẫm Sự Đời chiêm nghiệm trong video ngày hôm nay nhé! Điều thứ nhất, càng thiếu đi lời nói cửa miệng, càng bớt chuốc họa vào thân. Ngẫm Sự Đời rất ấn tượng với một câu nói, đó là ngôn ngữ vừa có thể là công cụ sưởi ấm trái tim con người, nhưng rồi trong phút chốc, ngôn ngữ cũng có thể sẽ trở thành vũ khí làm tổn thương người khác. Quý vị ngẫm thấy câu này có đúng không ạ? Người thích thể hiện bản thân qua ngôn ngữ sẽ chỉ tự đưa mình vào vòng xoáy hỗn loạn. Càng nói nhiều, càng dễ tổn thương, cuối cùng chỉ có bản thân là người chịu thiệt. Ngẫm Sự Đời từng đọc câu chuyện này trong một cuốn sách. Hải Lê là nhân viên thử việc tại công ty. Cô ấy rất thông minh, hoạt bát và có đầu óc nhanh nhẹn. Nhưng điều kỳ lạ là cô ấy chưa bao giờ được sếp cất nhắc. Sau khi hỏi chuyện thì hóa ra Hải Lê tuy làm tốt việc nhưng lại bị chính miệng của mình hại. Cô ấy không chỉ nói nhiều mà còn nói chuyện không biết nặng nhẹ. Khi tán gẫu với đồng nghiệp, cô ngồi phàn nàn nói rằng sếp không có mắt nhìn. Bao lâu nay cô ấy biểu hiện tốt như thế mà vẫn chưa được cất nhắc làm nhân viên chính thức. Hay trong cuộc họp, khi cấp trên đang sắp xếp công việc cho mọi người, chưa đợi sếp nói xong, cô ấy đã là người đầu tiên tiếp lời, sau đó bắt đầu nói không ngừng nghỉ. Một lần khác, Hải Lê có đến gặp sếp để ký với khách hàng về thỏa thuận cô vừa thương lượng. Sau khi được sếp ký tên, vị khách hàng đã liên tục khen ngợi, chữ ký của anh ấn tượng thật đấy. Đúng lúc này, Hải Lê xen vào. Sao có thể không ấn tượng được chứ ạ? Ông chủ của tôi đã bí mật luyện ký trong 3 tháng đấy. Ngay lập tức, cả sếp và khách hàng đều cảm thấy lúng túng. Sếp đỏ bừng cả mặt, không biết phải trả lời như thế nào. Và ngay sau khi hợp đồng của Hải Lê hết hạn, ông chủ cảm thấy cô quá bốc đồng nên đã quyết định trực tiếp sa thải cô. Câu chuyện của cô gái này làm cho Ngẫm Sự Đời nhớ đến một câu nói như thế này. Cuộc sống là một bản kết quả các lời nói và hành động của bạn. Miệng của bạn trở thành cánh cửa dẫn đến phước lành hay bất hạnh đều do chính bản thân chúng ta quyết định mà thành. Thế nên quý vị mới thấy người xưa có câu uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, suy nghĩ kỹ trước khi mở miệng. Thà ít nói còn hơn nói nhiều, thà im lặng còn hơn nói sằng bậy. Người khôn ngoan phải hiểu điều này. Quý vị nhớ nhé, đời người khôn ngoan là phải biết quản lý tốt cái miệng của mình. Cuộc sống chính là bản án của các lời nói và hành động. Miệng của quý vị sẽ trở thành cánh cửa dẫn đến phước lành hay bất hạnh đều do chính quý vị quyết định mà thôi. Người khôn ngoan trước khi nói nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Thà nói ít còn hơn nói nhiều, thà im lặng hơn là nói sằng. Họa từ miệng mà ra, có thể nói ít bao nhiêu thì sẽ bớt đi được nhiều điều tai tiếng bấy nhiêu. Điều thứ hai, càng thiếu thức ăn vào bụng càng bớt đi bệnh tật. Người xưa nói rồi, những thứ có thể chữa lành trên thế giới chính là thức ăn và lời nói. Không thể phủ nhận rằng đồ ăn ngon sẽ mang đến cho chúng ta niềm vui cũng như sự thích thú. Nhưng quý vị ơi, quý vị có tin rằng là việc ăn quá nhiều sẽ khiến cho bộ não trì trệ,
từ đó khiến cho bệnh tật kéo đến không ạ? Một ví dụ điển hình cho việc ăn uống điều độ và khoa học thì chúng ta không thể nào bỏ qua tăng quốc phiên. Nhắc đến tăng quốc phiên, chắc nhiều người đã biết. Thế nhưng ít ai biết rằng chế độ ăn của ông là ăn ít, nhạt và ăn chay. Thế nên trong cuộc sống hàng ngày, ông thường chỉ ăn các món cháo, rau củ là chính, rất ít khi ăn thịt cá, nhiều dầu mỡ. Trong gia thư của Tăng Quốc Phiên, ông cũng cảnh báo với các thế hệ tương lai rằng thế hệ trẻ đừng ăn thịt vào buổi tối, hãy ăn canh sau thay vì nước thịt. Như thế, vừa dưỡng sinh lại vừa tiết kiệm. Đồng thời, ông cũng rất coi trọng việc điều độ với chủ trương rằng thức ăn bồi bổ cần có thời gian nhất định, không thể dùng quá nhiều cùng một lúc. Như thế chẳng những không bổ, còn hại thân. Quý vị cũng hãy học tập cách ăn uống đó của Tăng Quốc Phiên nhé. Cuộc sống này nên bớt ăn thịt, những món chiên dầu mỡ, hãy ăn nhiều rau củ, chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao. Tổ tiên đã có những cảnh báo cho con cháu đời sau là thế hệ trẻ đừng ăn thịt vào buổi tối, hãy ăn canh rau thay vì nước thịt, vừa dưỡng sinh lại vừa tiết kiệm. Khi mọi người không còn phải lo lắng về vấn đề ăn mặc nữa, thì thức ăn không chỉ là nhu cầu để chúng ta no bụng, mà còn là phương tiện để chúng ta trải nghiệm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Người xưa cũng từng khuyên, cây không cần tưới nhiều cũng có thể tươi tốt, thậm chí còn nên tưới khi lá có chút héo rũ. Con người không cần ăn nhiều cũng có thể khỏe, chỉ cần cảm thấy no 7 phần là đã rất thoải mái rồi. Ngay bản thân Khổng Tử cũng chủ trương không ăn quá no. Ông cho rằng ăn uống điều độ để dạ dày làm việc vừa phải mới là cách tốt nhất để khỏe mạnh. Chỉ ăn no 7 phần, tất yếu ta sẽ thấy còn chút thòm thèm trong miệng, nhưng sự thật là bụng ta đã hoàn toàn được thỏa mãn. Chính vì vậy, ăn no 7 phần cũng chính là cách nhắc nhở ta đừng quá đòi hỏi sự hoàn mỹ, mà nên chừa chỗ cho mọi thứ nữa đấy quý vị ạ. Chẳng ai có thể sung sướng, viên mãn về mọi mặt cả. Chạy theo sự hoàn mỹ chỉ khiến con người thêm mệt mỏi, dễ thành cầu toàn rồi tự trách bản thân, nghiêm khắc với người khác. Cứ như thế, đường đời của ta càng đi càng hẹp. Do đó, muốn sống an yên, hãy dũng cảm đối mặt với sự thiếu hoàn mỹ của đời người. Điều thứ ba, càng thiếu ham muốn, muộn phiền tự nhiên cũng càng ít đi. Quý vị ạ, con người sống trên đời, ai mà chẳng có ham muốn đúng không ạ? Cũng dễ hiểu thôi, khi cuộc sống này cũng giống như một cuộc đấu tranh liên tục, tất cả bắt đầu từ thời thơ ấu. Minh chứng rõ nhất là chúng ta không bao giờ thấy đủ khi sở hữu những món đồ chơi lạ mắt, nhưng nó không dừng lại ở đó, tất cả chỉ là khởi đầu. Khi chúng ta lớn lên, mong muốn tăng lên theo cấp số nhân, ước mơ và mong muốn của chúng ta trở nên lớn hơn nhiều. Việc theo đuổi ngày càng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Nhưng quý vị biết đấy, ham muốn mà không có điểm dừng thì quả thực là vô cùng nguy hiểm đấy quý vị ạ. Có một câu chuyện thế này. Một lần, một thợ kim hoàn có kinh nghiệm thám hiểm đã đưa một đội 500 người ra khơi tìm kho báu. Khi họ đến đích và nhìn thấy những viên đá quý khắp nơi trên đất thì bắt đầu trở nên tham lam và liên tục di chuyển những viên đá ấy lên thuyền. Dù chiếc thuyền đã đầy ắp, vẫn không chịu dừng lại. Mặc cho nhà thám hiểm liên tục khuyên can rằng con tàu có nguy cơ chìm xuống vì quá tải, nhưng mọi người vẫn không nghe theo. Không còn cách nào khác, nhà thám hiểm chỉ có thể vứt bỏ tất cả số đá quý trên con tàu của mình và trở về trong một chiếc thuyền trống rỗng. Sau khi con tàu được hạ thủy, điều mà nhà thám hiểm lo sợ đã xảy ra. Con tàu của những người khác đã bị nhấn chìm. Vào lúc đó, nhà thám hiểm đã cứu mọi người bằng chiếc tàu sống của mình. Đồng ý với quý vị rằng, ham muốn chính là động lực để chúng ta có thể thành công. Nhưng nếu một người có ham muốn quá đà, thì đó chính là nguồn gốc của sự đau khổ. Những thứ vốn dĩ không thuộc về mình, thì nó chỉ hư ảo ảnh, có thể biến mất bất cứ lúc nào. Khi lòng tham vượt quá giới hạn thì con người cũng sẽ đánh mất đi lý trí. Ham muốn là bản năng của con người,
nhưng điều làm nên sự khác biệt giữa người với người là khả năng kiểm soát ham muốn. Cũng giống như một tờ báo đã từng đăng, chúng ta luôn chạy theo những điều không thể chạm tới, mà quên mất rằng hạnh phúc thực sự trong cuộc sống không gì khác ngoài sự ấm áp của ánh đèn mờ và sự sung túc từ củi, gạo, dầu, muối. Trong cuộc sống của chúng ta, có một bộ phận rất lớn đều là thứ chúng ta không cần thiết, thậm chí hoàn toàn có thể nói là rác rưởi, là phế vật. Nhưng chúng ta trước giờ lại chưa từng nghĩ qua làm thế nào để xử lý chúng. Quen rồi, mất cảm giác rồi, chìm đắm trong tuyệt vọng mà không biết, chỉ cảm thấy cuộc sống giống như một dòng sông chết không chút sinh khí. Đối với cám dỗ, quý vị đừng vì rẻ mà đi mua những món đồ bản thân vốn không cần thiết, mà mua những vật phẩm có chất lượng thượng thừa, thật sự thích hợp với bản thân. Đối với cuộc sống, điều chỉnh căn phòng theo định kỳ, vứt bỏ vật phẩm không còn thích hợp với bản thân, đời người sẽ không còn phiền não nhiều như vậy nữa. Dục vọng vốn không phân thiện ác, nhưng nếu nó bành trướng quá mức thì sẽ trở thành kẻ thù của hạnh phúc. Muốn có được hạnh phúc, đặc biệt là ở tuổi trung niên, khi quấy đời, quý vị phải biết cách tận hưởng những gì mình đang có và buông bỏ đi những ham muốn không thực tế, quý vị nhé. Trên đây là 3 việc mà quý vị nên bớt để có được một cuộc sống bình yên và như mình mong muốn. Hãy buông bỏ những ham muốn, sống biết đủ để cảm nhận được vẻ đẹp cuộc đời, quý vị nhé. Quý vị thân mến, trong kinh dịch có câu, tích thiện được thiện, tích ác được họa. Không biết từ khi nào, tích đức hành thiện, tích đức tu thân đã trở nên rất phổ biến trong xã hội và thành một thước đo nhân cách của con người. Vì thế có một số ngụy quân tử đã vịn vào đó để lấy lòng người khác. Bề ngoài thì có vẻ rất hiền lành tử tế, nhưng bản chất chỉ là đạo đức giả mà thôi. Thái Can Đàm, một cuốn sách quý thời nhà Minh, từng mô tả 5 loại tâm lý đạo đức giả sau đây. Cho dù là dùng để nhận diện những kẻ đạo đức giả xung quanh mình hay cảnh giác với những người có tà niệm đều rất hữu dụng. Vậy quý vị có biết 5 loại tâm lý đó là gì hay không? Xung quanh quý vị có đang tồn tại những kiểu người mang tâm lý này hay không? Hãy cùng ngẫm sự đời, theo dõi và nếu có thì mình nên tránh xa quý vị nhé. Loại thứ nhất, làm việc thiện chỉ vì mưu cầu lợi ích hơn người. Quý vị có lẽ đều biết làm việc thiện là hành động hy sinh quên mình hoặc giúp đỡ người khác một cách vị tha, không mong cầu được đền đáp. Tuy nhiên, có người lại coi việc làm việc thiện là công cụ để họ kiếm ích lợi, nâng cao danh tiếng, thu hút sự chú ý và tôn trọng của mọi người xung quanh, nhờ đó mà có thể đạp lên người khác để đi lên. Ngoài ra, hiện nay cũng có không ít người nhân danh làm việc thiện để ăn bớt tiền, đó hoàn toàn là một hành vi sai trái, tích ác nghiệp cho bản thân. Có câu, tích đức có thể người không nhìn thấy, nhưng hành thiện thì trời tự ắt sẽ biết được. Làm việc thiện không cầu lợi, tự nhiên sẽ được trời ban phúc lành. Ngược lại, nếu tâm chứa ác niệm, thì dù bề ngoài có hành thiện, gạt được người, chứ không gạt được trời đâu, quý vị ạ. Có câu nói, giúp người không cầu báo đáp. Cầu báo đáp không phải là giúp người. Phải học được cách bao dung với người như biển lớn, tích đức dày như núi cao. Làm việc thiện phải xuất phát từ nội tâm hoặc từ niềm tin tín ngưỡng. Như vậy mới có thể tạo dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Chỉ có hành thiện không cầu báo đáp thì quý vị mới có thể cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc thực sự, và cuộc sống của quý vị sẽ ngày càng có giá trị hơn. Thứ hai, ban phát ân huệ chỉ vì danh tiếng. Giúp đỡ người khác là một trong những việc tốt mà ai ai cũng được dạy phải làm từ khi còn nhỏ, đúng không nào? Thế nhưng không phải sự giúp đỡ nào cũng xuất phát từ sự chân thành, thật tâm của mình. Có những người giúp người khác chỉ vì muốn có chút tiếng tăm mà thôi. Đó chính là biểu hiện của một kẻ ngụy quân tử đấy, quý vị ạ. Những người ngụy quân tử khi giúp đỡ một ai đó, họ đều muốn phải có được tiếng thơm,
muốn được kết giao với người nhờ họ hoặc phải đổi lại thứ gì đó. Trong khi đó, vui vẻ giúp đỡ người khác vô tư là một mỹ đức chứ không phải là một thủ đoạn mưu lợi. Nếu như giúp đỡ người khác để tạo danh tiếng tốt, để tranh thủ có cớ kết giao với người khác, ý nghĩa của việc giúp đỡ đã bị méo mó, mất đi giá trị thực chất rồi. Những người như vậy thực chất đều là những kẻ bạc tình bạc nghĩa. Khi họ cần quý vị thì họ sẽ nhiệt tình giúp đỡ quý vị. Đến khi quý vị trong mắt họ đã hết giá trị lợi dụng thì họ sẽ không chần chừ mà đá quý vị ngay. Thứ ba, tu nghiệp chỉ vì muốn cho thế gian kinh sợ, người người bái phục. Kiểu suy nghĩ này tưởng chừng như rất bình thường, nhưng thực ra là vô cùng bất thường. Lý do để một người phấn đấu tạo dựng sự nghiệp thường là dựa vào niềm đam mê của họ và khát khao theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn. Một chính nhân quân tử khi đi trên con đường tu nghiệp sẽ luôn biết họ đi là vì bản thân mình chứ không phải vì người khác. Mọi thứ mà chúng ta làm đều nên xuất phát từ bên trong chính chúng ta mà ra. Đó mới là nền móng vững chắc nhất để chúng ta có thể phát triển trên đường đời. Nếu bạn chỉ mãi chạy theo ngoại cảnh mọi người thì sẽ giống như người đi trên dây vậy, mất đi sự tập trung vào chính mình và rồi rơi xuống. Quý vị thấy đấy, người chỉ chú ý đến sự hào nhoáng, hy vọng người khác chú ý sẽ không được người khác tôn trọng và thừa nhận. Với họ, sự tự tin không được xây dựng từ con tim khối óc mà được xây dựng từ sự đánh giá của người khác. Họ thích huyễn hoặc, khoa trương bản thân hơn là phấn đấu để đạt những giá trị thiết thực. Họ thích hư vinh, thích được người khác tán dương, coi mình là trung tâm. Thứ tư, chính trực vì mưu cầu sự độc đáo. Có những người thích giả vờ liêm chính, chính trực để người xung quanh cảm thấy họ khác biệt và độc đáo hơn so với quần thể. Liêm chính vốn là biểu tượng phẩm hạnh của một người, thể hiện cảnh giới tư tưởng của họ. Nhưng nếu liêm chính chỉ để tỏ ra mình khác người, thì liêm chính đó chỉ là giả dối, là ngụy tạo mà thôi, đúng không quý vị? Khi có nhiều người nhìn ngó thì họ sẽ thể hiện sự liêm chính đó ra. Nhưng khi không có ai thì con cáo nhất định sẽ lòi đuôi ngay. Một người thực sự có đạo đức sẽ hành xử dựa vào sự kỷ luật và nguyên tắc của mình. Lúc nào họ cũng sẽ duy trì sự cảnh giác, thức tỉnh bản thân trước những cám dỗ trong xã hội. Họ chấp hành sự liêm chính, chính trực không vì hư vinh mà là vì lý tưởng sống. Danh thần nhà Thanh Tăng Quốc Phiên không chỉ là một viên quan uy tín mà ông còn là một nhân vật rất biết nhìn người. Ông từng nói, có ba kiểu người không thể làm cộng sự. Đó là những người nói thì rất hay nhưng không làm được, người không nói chuyện đạo lý và người cố ý muốn phô trương thể hiện mình khác biệt với người khác. Người muốn thể hiện mình khác biệt với đám đông không hoàn toàn là xấu. Chỉ có điều người không hòa nhập với đại cục làm cộng sự sẽ khó đồng hành. Thứ năm, học tập vì muốn làm chấn động thế giới. Cố gắng thành tựu sự nghiệp chỉ vì muốn làm người khác kinh ngạc, làm chấn động thế giới, khiến cho người khác bội phục. Những người như vậy cũng không phải là tốt thực sự. Một người muốn đạt được những điều lớn lao thường có ước mơ riêng của mình. Để theo đuổi ước mơ, bạn sẽ không ngừng chiến thắng chính mình chỉ để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Có người chỉ muốn thu hút được sự chú ý của người khác. Họ không thể nào chấp nhận được việc bị coi thường, lúc nào cũng muốn được người khác công nhận. Họ đang xây dựng sự tự tin dựa trên ý kiến đánh giá của người khác. Loại người này cũng thường hay gặp. Họ thích khoe khoang, muốn trở thành tiêu điểm của mọi người, muốn được làm trung tâm của sự chú ý. Những người này dù làm bất cứ việc gì thì đều không phải là chân thành. Danh lợi tình khiến con người ta trở thành đạo đức giả mà không hay biết, sớm phát hiện ra và loại bỏ nó để trở thành một người thiện lương thực sự. Năm tư tưởng này nhìn bề ngoài thì không vấn đề gì, nhưng thực chất là ngụy trang cho những dục vọng ích kỷ của bản thân, không những không giúp bạn phát triển trên con đường tu dưỡng đạo đức
mà còn là chướng ngại cho chính con đường phát triển sự nghiệp. Chúng ta nên bài xích những loại tư tưởng này, đừng để chúng xâm nhập vào bản thân, và đồng thời cũng hãy cảnh giác những người đạo đức giả đang ẩn mình ở xung quanh nhé. Quý vị ơi, có câu nói thế này, không biết quý vị đã từng nghe chưa? Đó là không có nợ thì không gặp nhau. Câu này dường như mâu thuẫn với câu gặp nhau là do định mệnh, duyên số, đúng không ạ? Thế nhưng xét cho cùng thì anh nợ tôi nợ anh ấy. Thế là anh, tôi và anh ấy gặp nhau. Nhân gian này sở dĩ có nhiều số phận như vậy là bởi vì người ta có duyên nợ với nhau, không phải kẻ thù không đội trời chung. Vì có nợ nên mới có sự thật trả nợ. Nhưng quý vị ạ, cuộc đời này không thể lúc nào cũng để bản thân rơi vào những khoản nợ, nhất là với 5 loại nợ sau đây, quý vị lại càng không thể nợ. Một khi mắc nợ, có thể cả đời sẽ hỏng. Vậy đó là những khoản nợ nào? Vì sao lại không được phép mắc nợ? Mời quý vị cùng với ngẫm sự đời tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Khoản nợ đầu tiên, không thể can thiệp vào cuộc sống nhân quả của người khác. Quý vị ơi, mỗi người chúng ta đều có cuộc sống riêng của mình. Vậy nên tốt hơn hết là quý vị đừng nên can thiệp, nhất là với nghiệp quả của người đó. Người có nghiệp của người khác, mình có nghiệp của mình, nên ai cũng phải có trí tuệ, nước giếng không phạm nước sông. Tại sao chúng ta không thể can thiệp vào nhân quả của người khác? Có quý vị sẽ thắc mắc rằng, chẳng lẽ cha mẹ can thiệp vào nhân quả của con cái là không được sao? Thành thật mà nói, điều này không tốt lắm. Can thiệp vào nhân quả của người khác chẳng khác nào hủy hoại chính mình và người khác. Quý vị đừng lo, nếu như ai đó làm việc xấu mà chưa phải chịu kết cục xấu, người khác nhất định phải gánh chịu đau khổ. Nếu như quý vị cứ khăng khăng xen vào nghiệp của người khác, thì đau khổ mà người khác phải gánh chịu sẽ dồn lên quý vị. Còn quý vị không phải là tự lo chuyện của mình, chuốc họa vào thân hay sao? Bất cứ điều gì đã xảy ra với người khác, chúng ta chỉ tôn trọng nó. Ngay cả khi chúng ta không hiểu những gì người khác làm, đừng nói quá nhiều. Dù sao thì ai cũng có lựa chọn cuộc sống của riêng mình, và mỗi người đều tuyệt vời là được, quý vị ạ. Đối với nghiệp chướng không thuộc về mình, thà sớm lánh xa, chớ nên gần gũi, quý vị nhé. Điều thứ hai, đừng bao giờ rơi vào cái bẫy của sự ưu ái. Từng có một khán giả gửi chia sẻ của mình như thế này, quý vị cùng đọc và cảm nhận nhé. Chào mọi người, mình cảm thấy có những bạn, anh, chị là nạn nhân do xếp thiên vị nhân viên khác. Mình cũng là nạn nhân, nhưng theo nghĩa mình là người được thiên vị. Cảm giác hiện tại mình có được là hai chiều. Theo hướng tích cực, mình cảm thấy thoải mái và ít áp lực khi làm việc với sếp. Thoải mái trình bày ý kiến và xử lý công việc theo cách riêng của mình và luôn được sếp công nhận thành quả. Hướng còn lại, mình cảm thấy không khí trong nhóm trở nên nặng nề. Những nhân viên khác cảm thấy khó chịu với mình. Dù mình nghĩ đây không phải là lỗi của mình và mình cũng rất hòa đồng với họ để mối quan hệ không quá tệ. Mình nhiều khi cũng ngại với họ khi sếp hay giao mình những công việc quan trọng hơn và khó khăn hơn mà không phải những người khác. Mình nghĩ một nguyên nhân khiến mình được sếp cân nhắc là do tính mình thì làm việc không chỉ là xong việc mà còn để ý đến chất lượng công việc. Luôn đảm bảo những gì mình làm ra là bằng tất cả khả năng của mình và luôn tiếp thu ý kiến người khác để cải thiện chất lượng công việc. Mình tự tin vào những gì mình làm và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước những sai phạm xảy ra. Ngoài ra, mình rất sẵn lòng giúp đỡ phần việc của người khác khi cần. Nói chung, mình là một người dĩ hòa vi quý với mọi người, hòa đồng và cũng rất nhạy cảm. Vì vậy, mình không muốn mối quan hệ trong nhóm tồi tệ đi, bằng mặt nhưng không bằng lòng của đồng nghiệp. Và mình cũng đang rất cố gắng để giải quyết vấn đề này. Các anh chị đi trước, nếu có kinh nghiệm, có thể giúp cho em lời khuyên với ạ. Ngay sau khi bài đăng vừa được lên sóng, không ít bình luận bày tỏ quan điểm,
ý kiến của các thành viên trong nhóm đã được để lại bên dưới. Quý vị ơi, trong một xã hội, quan hệ giữa con người với nhau có một loại món nợ mà con người làm gì cũng phải trả, đó là món nợ về quan hệ con người. Cái gọi là nợ ân tình là món nợ ân tình mà bạn mắc phải khi nhờ người khác giúp đỡ. Ví dụ ai đó đã giúp đỡ và cho quý vị vay 100 triệu. Ngay sau đó, quý vị đã đưa cho anh ta 110 triệu và 10 triệu thêm được coi là sự quan tâm hoặc lòng tốt. Người khác nhận 110 triệu có thực sự chứng tỏ bạn đã trả hết nợ ân tình? Nó vẫn chưa kết thúc đâu quý vị ạ. Trong mắt người khác, tôi đã giúp bạn, nhưng sau này bạn có cần tôi giúp lại không? Và sau này, bất cứ lúc nào, họ cũng sẽ lôi lại chuyện xưa rằng họ đã giúp bạn như thế nào, giúp bạn ra sao để nói, hoặc nhắc nhở bạn không bao giờ được phép quên. Nếu người này có ý định xấu và đưa ra yêu cầu xấu với quý vị, thì quý vị không thể từ chối. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, người chịu thiệt không phải ai khác mà chính là quý vị, người mắc món nợ ân tình. Các món nợ ân huệ hầu hết liên quan đến người thân và bạn bè của chúng ta. Khi gặp sự cố, nếu tự mình giải quyết được thì cố gắng đừng tìm đến người thân. Nếu không, cả đời này chúng ta cũng không bao giờ trả hết được món nợ này đâu, quý vị ạ. Điều thứ ba, hãy cố gắng cắt đứt duyên phận không thuộc về mình. Người xưa có câu, đương đoạn bất đoạn, tất thụ kỳ loạn. Có nghĩa, cần dứt mà không dứt, tất sẽ gặp họa trong đó. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm, quý vị ạ. Một số tình cảm có thể xuất phát từ ác duyên, chúng ta cần loại bỏ chúng kịp thời. Và một số tình cảm là thiện duyên, chúng ta cần trân trọng chúng bằng trái tim của mình. Chỉ là trong đời người, thông thường ác nghiệp nhiều và thiện nghiệp ít, đúng không quý vị? Khi còn trẻ, một số người đã nợ rất nhiều món nợ tình cảm. Ví dụ như, món nợ tình cảm với người yêu cũ, món nợ tình cảm với người yêu, món nợ tình cảm với bạn bè. Những món nợ tình cảm này, về cơ bản, có thể phá hủy gia đình của một người, nhưng lại có rất nhiều người cố chấp không buông bỏ, không cắt đứt. Sau khi chia tay với người yêu cũ hay ly hôn, người ta cho rằng mọi chuyện đã qua. Khi đã qua rồi thì sẽ mềm lòng với người mình từng yêu, từng gắn bó. Sau một vài năm hoặc hơn 10 năm, họ có thể sẽ tiếp tục tìm bạn và quấy rầy quý vị. Cho nên quý vị ơi, quý vị phải tuyệt đối cắt đứt những mối quan hệ tình cảm cũ. Việc đoạn tuyệt duyên cũ mà không hết chẳng những hại mình mà còn hại cả những người khác nữa đấy quý vị ạ. Điều thứ tư, cố gắng chi tiêu tiền trong tương lai trước. Quý vị thấy không, do sự phát triển của kinh doanh và sự xuất hiện của các khoản vay, người hiện đại đã hình thành thói quen tiêu tiền trước của tương lai. Khi quý vị gặp một món đồ xa xỉ mà quý vị rất yêu thích nhưng quý vị không thể mua được, lập tức quý vị sẽ rút hết thẻ tín dụng của mình để mua nó. Những người thậm chí không đủ khả năng trả trước đã vay tiền khắp nơi, vay để mua nhà, đổi lấy 30 năm sự nghiệp chỉ để trả nợ. Có thể đối với những người giàu, những người có điều kiện tốt về kinh tế, thì phương pháp tiêu tiền trước của tương lai này không thành vấn đề. Nhưng đối với những người bình thường, nó chỉ ràng buộc cả cuộc đời họ. Quý vị sẽ nhận thấy một vòng luẩn quẩn lặp lại, đó là quý vị là người khao khát tự do và sang trọng, sẽ mất 20 hoặc 30 năm để trả hết tiền trong tương lai. Quý vị muốn nghỉ ngơi cũng không được. Quý vị chỉ có thể luôn phải làm việc chăm chỉ, cuộc sống trở nên ngột ngạt. Có lẽ cả đời này, quý vị sẽ chỉ biết lao vào công việc. Một cuộc sống chỉ để trả nợ không phải là do người khác trao cho quý vị, mà là tự mình tạo ra cho chính mình. Do đó, tốt nhất là quý vị đừng để bản thân vướng vào những khoản chi không cần thiết như thế, quý vị nhé. Và cuối cùng, không thể mắc nợ lòng tốt của quý nhân. Có một loại người tên là sói mắt trắng, không thể ăn đủ. Quý vị đã nghe đến họ bao giờ chưa ạ? Và có cách nào để nhận diện hay không? Kỳ thực thì loại người này có một đặc điểm. Cho dù quý vị giúp họ như thế nào,
họ vẫn không biết cảm ơn, thậm chí còn cắn trả quý vị nữa. Chính vì ngày càng có nhiều người theo kiểu soi mắt trắng, nên những người không trả ơn ngày càng nhiều. Những người mắc nợ người khác này thực sự có thể che đậy lương tâm của mình và sống một cuộc sống suôn sẻ. Nhưng quý vị ơi, đạo trời luôn công bằng, quý nhân đã giúp quý vị và quý vị biết ơn quý nhân, đó là để trả nợ ân tình. Nếu quý vị không cảm ơn người cao quý của mình, ngay cả khi quý vị không nói cảm ơn, thì phước lành của quý vị trong phần còn lại của cuộc đời quý vị sẽ ngày càng ít đi. Một số quả báo sẽ không xuất hiện vào lúc này, nhưng nó chắc chắn sẽ đến với mọi người vào những thời điểm quan trọng. Đối với lòng tốt của người khác, chúng ta phải ghi nhớ trong lòng, luôn làm bất hiếu. Tai họa không chỉ ập đến thân mình mà còn giáng xuống con cháu. Đạo trời luôn bất khả chiến bại là bởi thế quý vị nhé. Quý vị thân mến, muốn khởi nghiệp nhưng nghĩ đợi có tiền đã rồi bắt đầu cái gì đó hoành tráng luôn. Muốn bỏ công việc văn phòng để theo đuổi con đường sáng tác nhạc nhưng sợ bản thân không kiếm đủ ăn. Muốn yêu một cô gái xinh đẹp nhưng sợ bị so bì với gia cảnh và thân thế. Ngặt nỗi, những rào cản cuộc đời ấy chỉ xuất hiện trong suy nghĩ của chính mình mà thôi. Và quý vị định sẽ sống chung mãi với những nỗi sợ đó hay sao? Đã đến lúc nhận diện, đối mặt và vượt qua nó, tự vươn lên đỉnh cao của chính mình. Sau đây là ba nỗi sợ lớn nhất trong đời người, và ai vượt qua được thì chắc chắn chẳng có gì phải lo lắng nữa. Cả đời về sau, sống trong hạnh phúc và bình an. Mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất, vượt qua cái tôi của chính mình. Có một câu chuyện kể rằng, một hôm có người hỏi Socrates, triết gia nổi tiếng Hy Lạp cổ đại, rằng ông là người có học vấn uyên thâm nhất thiên hạ, vậy có biết khoảng cách giữa trời và đất là bao nhiêu không? Socrates trả lời, 3 thước. Người này có vẻ nghi hoặc, nói: thưa ông, ngoài trẻ con ra thì con người chúng ta ai cũng cao 5-6 thước. Nếu khoảng cách giữa trời và đất chỉ có 3 thước thì chẳng phải chúng ta đã đâm thủng bầu trời rồi hay sao? Socrates tiếp tục nói: đúng vậy, phàm là ai cao hơn 3 thước, nếu muốn đứng được ở giữa trời và đất thì phải biết cúi đầu xuống. Quý vị thấy đấy, câu chuyện cổ xưa này nói cho chúng ta điều gì ạ? Thực ra ẩn chứa đằng sau đó chính là một đạo lý thực sự sâu sắc. Cúi đầu chính là một cảnh giới ứng xử, một cảnh giới xử thế trong đời. Cúi đầu để biết rằng khiêm tốn cũng chính là tự nâng mình lên một bậc. Quý vị biết đó, lúa càng nặng càng cúi đầu, càng trưởng thành con người ta càng nói ít đi và làm nhiều hơn. Có thể nói cái tôi là một phức hợp khó giải thích, nhưng lý do quan trọng mà hiện nay dẫn đến thất bại của phần lớn đàn ông, đó chính là vì không biết cúi đầu. Chúng ta luôn nghĩ điều mình đang làm là đúng, vậy ắt hẳn người khác có suy nghĩ khác biệt sẽ là sai. Chúng ta luôn cho mình là tốt hơn, giỏi hơn bất kỳ ai khác, vậy hẳn là không cần lắng nghe hay quan tâm đến những kẻ kia vì họ không đủ giỏi. Chúng ta luôn không dám thẳng thắn nhận những khuyết điểm, những dốt nát yếu kém của mình chỉ vì tự ái, sợ bị lột trần. Ngay khi biết lùi xuống một bước, biết chấp nhận sai lầm của bản thân, biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của tất cả mọi người, đó chính là khởi đầu cho một thành công lớn hơn đấy quý vị ạ. Bởi cúi xuống không phải là hành động cụ thể mà là cách hành xử giữa người với người. Cúi xuống không đồng nghĩa với sự nhẫn nhục, luồn cúi thấp hèn. Cái cúi xuống ở đây chính là sự cúi đầu giản dị, khiêm nhường của những người có đạo đức, văn hóa trong xã hội. Cúi xuống cũng chính là để hiểu rõ mình hơn, nhận ra giá trị, vị thế của mình. Biết cúi mình khiêm tốn cũng chính là tự nâng mình lên một bậc. Thứ hai, vượt qua định kiến xã hội. Trước khi trở thành một tổng thống vĩ đại của nước Mỹ, Abraham Lincoln đã kinh qua hết thất bại này đến thất bại khác trong suốt 28 năm và rất nhiều người hồ nghi vào con đường ông chọn. Năm 1833, ông mắc chứng suy nhược thần kinh và bị thua cuộc khi ra ứng cử chức vụ phát ngôn viên.
năm 1848, ông bị thu cuộc tái nhiệm chức vào Quốc hội và bị gạt bỏ chức nhân viên đất đai vào năm 1849. Năm 1854, ông bị thua cuộc trong bầu cử vào Thượng nghị viện. Hai năm sau, ông lại bị thua trong cuộc bổ nhiệm vào chức Phó Tổng thống và một lần nữa thất bại trong cuộc bầu cử cho Thượng nghị viện năm 1858. Tuy nhiên, lòng ông vẫn kiên định bất chấp những thất bại. Năm 1860, ông đắc cử Tổng thống và đi vào lịch sử là một trong những Tổng thống vĩ đại nhất nước Mỹ. Ngoài ra, ta còn biết Lincoln cũng là một người đàn ông phải chịu nhiều đau khổ và cay đắng. Người yêu đầu tiên của ông đã chết trước khi ông có thể cưới cô. Cuộc hôn nhân của ông với Mary Todd có lẽ cũng đủ để tiêu hủy bất cứ người đàn ông nào có ít can đảm và nghị lực hơn Lincoln. Tuy nhiên, các sử gia đều đồng ý rằng nếu Lincoln hạnh phúc trong hôn nhân, có lẽ ông đã không bao giờ trở thành một vị tổng thống. Abraham Lincoln đã không ngừng nỗ lực đứng dậy từ những thất bại và đau thương trong đời. Ông đã tận tụy, dấn thân và hy sinh quên mình để đem lại hòa bình, phúc lợi và phẩm giá cho con người. Trên đây chỉ là một câu chuyện điển hình của lối áp đặt rằng đại đa số chúng ta đều xây dựng cho mình một chuẩn mực từ xã hội, một phần trong đó bắt đầu so sánh, đánh giá người khác. Anh không đủ xuất chúng để làm lãnh đạo chúng ta. Anh không đủ giỏi để làm quản lý cho 100 người. Sao cơ? Lương 5.000 đô. Thôi đừng ảo tưởng, mày thì làm được cái gì? Quý vị chắc từng nghe những lời như thế đúng không ạ? Và chính lời lẽ cay độc và những đánh giá của xã hội tạo áp lực nặng nề vô cùng cho nạn nhân phải hứng chịu nó thay vì một góp ý tích cực và một cái nhìn rộng mở. Xã hội luôn mang những thứ gọi là chuẩn mực để đánh giá một con người, một cuộc đời. Còn quý vị thì sao? Muốn thành công, hãy xác định mục tiêu và tìm mọi cách đạt được đó thay vì bận tâm xã hội nói gì. Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được, phải chịu những cảm giác không ai chịu được. Một câu nói quả thực rất ngấm, đúng không nào? Điều thứ ba, vượt qua giới hạn bản thân. Khi là một đứa trẻ, những ước mơ của chúng ta dường như không có giới hạn, không có rào cản và cũng chẳng ẩn chứa bất cứ nỗi sợ nào cả. Nhưng khi dần lớn lên, chúng ta hiểu được nhiều sự thực khắc nghiệt của cuộc sống. Chúng ta bắt đầu nhận ra những giấc mơ thuở nhỏ trở nên khó thực hiện hơn chúng ta nghĩ. Và thế rồi chúng ta dần dần bỏ cuộc, đúng không quý vị? Rào cản lớn nhất mà đàn ông cần vượt qua chính là suy nghĩ của mình về chính mình. Suy nghĩ thúc giục con người hành động. Suy nghĩ là thứ hướng con người đi theo và làm mọi thứ như một con rối được điều khiển. Và tai hại nhất chính là ngay từ đầu chúng ta đã sai khi tự đưa ra kết luận, khi chưa bao giờ cho bản thân cơ hội thử điều đó. Ngẫm sự đời từng nghe một câu chuyện như thế này. Có một chú chim đại bàng con rơi từ trên vách núi xuống, gặp một cậu bé tốt bụng đưa về nhà chăm sóc. Cậu bé làm ổ cho chim, cho chú ăn và lấy áo của chính mình sưởi ấm cho chú. Cậu bé và đại bàng từ đó lúc nào cũng như hình với bóng, không rời nhau nửa bước. Nhưng cậu bé cũng không quên dạy đại bàng bay, bởi nếu một con đại bàng mà không thể cất cánh thì khác nào con gà chu trong xó chuồng. Vậy là mỗi ngày cậu bé làm mọi cách để giúp đại bàng con tập bay, như dùng những con vật bắt được làm mồi nhử, cho đại bàng đứng trên miệng giỏ rồi kéo lên cao hay đưa nó lên đỉnh núi. Dù người hàng xóm nói với cậu rằng đại bàng còn quá nhỏ, cần đợi lông của nó dày dặn hơn mới được, nhưng cậu vẫn kiên trì. Cậu bé luôn miệng động viên và nói với đại bàng, mày hãy đập cánh đi, hãy giang cánh ra, nếu không sẽ không bay được đâu. Đại bàng con khởi đầu quá trình tập bay với nỗi sợ cùng những cú ngã đầy đau đớn. Nhưng dưới sự khích lệ của cậu bé, nó ngày càng cố gắng và kiên trì hơn. Thời gian cứ thế trôi đi, đại bàng con vốn chỉ bay được đoạn ngắn, giờ đã có thể tự do bay lượn trên bầu trời rộng lớn. Nó lượn qua các đỉnh núi băng, bay xuyên qua rừng rậm, xà mình xuống các đồng cỏ hay thậm chí xuống suối bắt cá. Giờ ngẫm lại,
nếu ban đầu cậu bé không kiên nhẫn dạy đại bàng bay, hay đại bàng không chịu tập bay, nó chắc chắn sẽ đánh mất bản năng của mình. Cam chịu trở thành một con gà chỉ có thể quanh quẩn dưới mặt đất. Nếu nó không chịu cất cánh bay, nó đã không thể biết mình có thể bay cao, bay xa như thế, và sẽ sống với niềm tin sai lầm rằng mình mãi mãi chẳng thể bay. Con người cũng vậy quý vị ạ. Nếu như quý vị cứ mãi lo lắng và sợ hãi, không dám hành động, thì chúng ta chẳng thể biết mình có thể làm được những gì. Mỗi ngày còn sống trên cõi đời này đối với chúng ta là một món quà quý giá, và cũng là cơ hội để chúng ta thay đổi và đi đúng hướng. Jack Ma không thể trở thành tỷ phú sau một đêm. Henry Ford làm sao tạo nên đế chế ô tô đứng đầu thế giới nếu nghĩ rằng ông ấy không thể? Vốn dĩ thành công đâu đến dễ dàng bao giờ. Vượt qua giới hạn cho phép, quý vị có thể đặt niềm tin vào chính mình, không tự bó buộc bản thân vào một khuôn khổ nào đấy để tìm ra năng lực tiềm ẩn chưa một lần bộc lộ. Nếu tin mình có thể trở nên giàu có, quý vị chắc chắn sẽ giàu có, bởi ý nghĩ đó không ngừng thôi thúc chúng ta hành động. Video ngày hôm nay của Ngẫm Sửa Đời đến đây là hết rồi. Quý vị có đồng tình hay có thêm những chia sẻ nào khác với chúng tôi không ạ? Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế, quý vị đừng ngần ngại chia sẻ với Ngẫm Sửa Đời bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Bên cạnh đó, Ngẫm Sửa Đời cũng mong rằng quý vị có thể bớt chút thời gian quý báu của mình để nhấn nút yêu thích video cũng như đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi. Đây cũng chính là nguồn động lực vô giá để đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Ngẫm Sửa Đời.